chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi thứ hai. Đó là khi mà anh là một luật sư luôn đi giải quyết các vấn đề của người khác, hay có thể gọi là giải quyết các hậu quả của người khác, thì có khi nào trong cái cuộc sống của anh cảm thấy bất lực với chính cái vấn đề của mình không? Nó tương tự với cái câu hỏi, với cái nghịch lý là vì sao mà ta lại giải quyết tốt cái vấn đề của người khác trong khi lại bế tắc trong cái vấn đề của mình. Câu chuyện ở đây ấy, các bạn nghĩ rằng là các bạn luôn giải quyết tốt vấn đề của người khác nhưng không giải quyết tốt vấn đề của mình, tôi nghĩ là một câu hỏi không đúng. Tại sao lại như thế? Các bạn ví dụ như là các bạn khuyên nhau là có người yêu như này nên hành xử thế nào cho nó phù hợp, các bạn nói rất hay đúng không, nhưng vào việc của các bạn thì tình yêu của bạn thì bạn lại xử lý nó không tốt, đúng không? Và đấy là nguồn cơn của câu chuyện này, tại sao tôi giải quyết việc của người khác tốt mà việc tôi lại không tốt, đúng không? Đây là một câu hỏi không đúng. Tại sao? Bạn chỉ đưa ra một lời khuyên cho người khác và người khác mang đi khai triển thực hiện, chưa chắc nhé cái lời khuyên đấy đã được người kia người ta khai triển đúng như thế, chuẩn như vậy và dẫn đến kết quả tốt. Bạn chỉ nói với người ta mà người ta chỉ nghe thôi, chứ còn kết quả như thế nào, nó thay đổi ra sao, biến chuyển ra sao, bạn không ở trong cái mối quan hệ đấy để bạn đánh giá được rằng là cái lời khuyên của bạn có giúp ích cho cái mối quan hệ đấy không. Đúng không? Tức là chúng ta không đủ sâu để đánh giá rằng là lời khuyên của chúng ta hữu ích và mang đi giúp ích cho người khác. Đó. Nếu bạn ở trong mối quan hệ đấy thì bạn sẽ hiểu được rằng là chưa chắc một lời khuyên đấy nó tốt đâu. Đúng không? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, bạn không thể giúp được mình. Bạn không giúp mình vì này này. Một sự việc nó xảy ra không thể chỉ một lời khuyên, không thể chỉ một ý tưởng đơn thuần mà giúp cho vụ việc được giải quyết đâu. Nó là tổng hòa của rất nhiều thứ. Hai người nói chuyện với nhau này, vấn đề không phải là đúng sai. Đúng sai nó chỉ là một phần, nó còn là cảm xúc. Em có sẵn sàng nghe cái ý kiến của anh không? Em có căng thẳng không? Em có buồn không? Nếu em vui vẻ thì em nghe cái ý kiến của anh nó hợp lý hơn. Còn nếu không thì lại không. Không phải như vậy. Thì câu chuyện rằng là chỉ có người trong cuộc trực tiếp giải quyết vấn đề thì mới hiểu được hết rằng là cái giá trị của cái lời khuyên, giá trị của việc giúp đỡ từ bên ngoài nó như thế nào. Nên là câu hỏi đấy thì anh đánh giá rằng là nó một phần là do cái tư duy của chúng ta. Thế thì quay lại câu chuyện là anh có giải quyết tốt việc của mình không? Anh nghĩ rằng anh chỉ giải quyết tốt cái việc nó thuộc về chuyên môn của anh thôi. Ví dụ như là làm thế nào để khởi kiện được một vụ án, làm thế nào để tranh biện ở tòa tốt. Chứ còn những cái vấn đề khó khăn trong cuộc sống của anh nó là muôn vàn. Nó có nhiều thứ nó không nằm trong chuyên môn của anh chứ. Làm nào xây một ngôi nhà, đúng không? Làm thế nào để có thể vệ sinh được một ngôi nhà nó sạch sẽ, hoặc làm sao có thể chăm sóc được vợ con, làm sao có thể có hiếu với cha mẹ. Nó có rất nhiều thứ nó nằm ngoài khả năng của chúng ta. Và chúng ta phải hiểu rằng này, chúng ta chỉ giỏi trong một lĩnh vực chuyên môn. Trong một lĩnh vực chuyên môn đấy, ta lại chỉ xuất sắc nhất trong một số thứ thôi, còn các thứ khác là trung bình, đúng không? Đây là chuyện rất bình thường thôi. Không ai giỏi được tất cả các thứ, mà người giỏi tất cả các thứ thì chỉ ở mức độ trung bình thôi. Người kiệt xuất ấy, thì phải có những cái điểm yếu. Tôi thấy rằng là những người thực sự là xuất sắc ấy, thì người ta không làm những cái việc gần như là vớ vẩn, những cái thứ mà nó thường nhật. Những người xuất sắc người ta không hề lái xe, người ta có lái xe riêng, người ta trí óc, tinh thần của họ chỉ tập trung những việc quan trọng nhất thôi. Đấy là cái việc mà chúng ta phải hiểu vậy. Nghĩa là để chúng ta có thể giải quyết được những cái vấn đề trong chuyên môn của mình, còn những cái vấn đề liên quan lĩnh vực khác thì chắc chắn là phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa rồi. Chúng ta phải chấp nhận là người bình thường trong những lĩnh vực mà ta không rèn luyện, đúng không? Nó phải thế, chúng ta phải vui mừng là ta không biết về lĩnh vực đấy, vì ta đang tập trung cho cái sự nghiệp chính của mình. Một người làm luật thì hãy nắm hết các vấn đề liên quan đến luật. Còn vấn đề là lái xe thế nào, đoạn đường này cần phải di chuyển như thế nào thì ta chuyển giao cho người khác. Tập trung hết vào cái lĩnh vực xuất sắc thôi. Và vui mừng khi có một số lĩnh vực ta không biết, đúng không? Tôi biết là có những người người ta không hề biết về nhiều lĩnh vực, nhưng chỉ cần một cái nút bấm thôi, người ta tìm được người giỏi nhất trong lĩnh vực đó. Đấy là câu chuyện. Chúng ta phải giỏi một thứ và biết mọi thứ khác
nhưng mà chúng ta không cố giỏi mọi thứ, con người ta không làm được thế, và nếu làm như thế nó rất phí phạm tài năng. Hoặc cái thực tế là nếu mà ta không làm được thì ta có thể thuê người khác làm cho mình. Đúng rồi. Miễn là chúng ta làm xuất sắc cái việc của mình, chúng ta đủ tiền, chúng ta thuê những người giỏi nhất. Hãy làm luật tốt nhất, hãy làm kinh doanh tốt nhất, để kiếm những người cung cấp dịch vụ tốt nhất về may mặc. Câu chuyện đơn giản, đúng không?